Ba cảnh giới lớn nhất của nhân sinh, ai hiểu được sẽ thọ ích cả đời. Phật từng dạy rằng lòng từ bi có thể cảm động đến cả đất trời, cảm hóa nhân sinh. Đây chính là một trong ba cảnh giới lớn nhất của nhân sinh. Ba cảnh giới nhân sinh, thiện tâm, khoan dung và từ bi. Người có lòng khoan dung rộng lớn cũng vậy, tự do tự tại, ung dung du nhàn. Đi đâu, làm gì, gặp người nào, việc gì, cũng thuận theo cơ duyên, thì đều có thể hài hòa viên mãn. Khoan dung là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời vạn vật. Phật gia giảng, đại ý là, lòng từ bi có thể bao dung đất trời vạn vật, dung hợp vạn vật, như mùa xuân tốt tươi vạn vật. Con người có bản tính thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn sẽ từ vẻ bề ngoài cho đến nội tâm đều nhẫn chịu một cách vui vẻ, tức là biết khoan dung. Người khéo khoan dung sẽ khoan dung với mọi vật, mọi sự, mọi người, lòng như biển cả nhận nước từ trăm sông, lòng như đất trời xuân tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Người thường nuôi dưỡng tâm thiện thì có được lòng khoan dung, vui vẻ sống trên đời, đối nhân xử thế đều trọn vẹn, cho nên người người đều vui vẻ kính trọng. Khoan dung cảm động lòng người. Khoan dung là đức tính tốt đẹp mà người có trái tim từ bi có được. Người có lòng khoan dung thì khi sự tình trở lên căng thẳng bế tắc, họ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho quan hệ căng thẳng biến thành liễu ám hoa minh. Khoan dung là thuốc tiên, khiến quan hệ giữa người với người càng thêm hài hòa, khiến chúng ta càng nghĩ cho người khác. Đại học sĩ Trương Điện Anh đời Thanh khi làm quan ở Kinh Thành, một hôm ông nhận được phong thư của gia đình. Sau khi xem thư, ông hiểu rõ nguyên do sự tình, thì ra người hàng xóm xây bức tường có lấn ra ngoài 3 thước khoảng 1 mét. Nhưng người nhà Trương Điện Anh không chịu nhường, do đó hai bên tranh chấp mãi. Bất lực, người nhà mới viết thư cho Trương Điện Anh, hy vọng mượn thế lực của ông để dọa hàng xóm, để anh ta dừng chiếm đất xây tường. Trương Điện Anh lập tức viết thư trả lời rằng, viết thư ngàn dặm bởi tường cao, nhường 3 thước đất hại gì sao? Vạn lý trường thành nay còn đó, thủy hoàng năm ấy giờ nơi nào? Người nhà nhận được thư, lập tức nghe theo ý Trương Điện Anh, nhường cho hàng xóm 3 thước đất. Sau khi hàng xóm biết được việc này, anh ta hối hận sâu sắc, cũng chủ động nhường ra 3 thước đất, thế là thành một cái ngõ nổi tiếng có tên ngõ 6 thước. Khoan dung tột bậc chính là từ bi. Thời Ngũ Đại có Hòa Thượng Bố Đại, cũng có tên Hòa Thượng Khiết Thử, được cho là Phật Di Lặc một lần hạ thế kết duyên với chúng sinh. Hàng ngày ngài khoác cái túi vải to, tức Bố Đại, đi khắp nơi hóa duyên. Hòa Thượng Bố Đại, tướng người mập mạp, chán hẹp, bụng lớn, nói năng vô định, ngủ thì tùy chỗ, thường dùng một cây gậy, quẩy chiếc túi vải. Hễ ai dâng lên món gì, ngài đều bỏ cả vào trong túi. Vào chợ, vào xóm, ngài thấy cái gì là xin cái đó, bất kể cá ươn hay rau úa. Xin được, bỏ vào miệng, còn lại thì bỏ vào túi. Nhưng hễ ai cần cái gì, thiếu cái gì, ngài liền lấy trong túi ra cho. Lòng khoan dung độ lượng giống như chiếc túi vải của ngài, mở ra bao la, rộng khắp mười phương, thu hết mọi vật của thế giới mười phương vào trong túi, quán chiếu cái tâm tự tại. Lòng khoan dung chứa hết cả vạn vật, như thế thì chính là cái tâm từ bi của các bậc giác giả, thương xót chúng sinh, tùy duyên hóa độ hết thảy mọi người, vạn vật. Người tu luyện tu cái tâm thiện, thì sẽ tu xuất ra tâm từ bi, nhìn chúng sinh đều khổ mà sinh lòng thương xót, cứu giúp, cho nên người người đều sùng kính và ngưỡng vọng. Rốt cuộc thì, cảnh giới này ít người đạt được vì nó yêu cầu phải gạt đi những lợi ích của bản thân. Nhưng mỗi ngày, chúng ta hãy tự dặn lòng mình hãy khoan dung hơn ngày hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn ngày hôm qua. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị thành công và viên mãn trong cuộc sống. Đừng quên follow kênh và ủng hộ chúng tôi nhé.